Dạ, Tài xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại em đang đứng ở dưới bụng ông rồng. Phía bên đây là chị Nắng Xuân đang live trực tiếp. Bây giờ thì nó chị Nắng Xuân đang chào mọi người. Chào mọi người các ai. Xin chào cô chú chị nha. Đó, thì nói chuyện đi, nói chuyện bình thường đi không sao đâu. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì giờ này là giờ này mấy giờ ta? 10 giờ 5 phút. 10 giờ 5 phút, trời đang đổ cơn mưa. Cả nhà thấy em đang che dù ngồi dưới mưa. Mưa Đang cũng chuẩn nhỏ bị thôi sửa chứ không có máy. lớn nha cô chú anh chị. Em ngồi đây tâm sự với cả nhà xíu tại vì không có cái gì để quay. Bà con cô bác đến thì cũng lưa thưa lai rai thôi cả nhà chứ không có đông, cũng không có nhiều, chị cũng không có gì đặc biệt. Nên tâm sự với cả nhà xíu và ngồi bên cạnh mộ cậu cho ấm áp ấm cúng hơn. Đó. Thì bữa nay là ngày ngày 4 tây tháng 9 năm 2023, cũng là ngày 20 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão rồi cô chú anh chị. Đó. Thì thời tiết này dạo gần đây thì hay mưa, một ngày ở mộ cổ năm mưa 3 đến 4 lần. Đó, thì bà con cô bác mình thời tiết vô mưa rồi thì bà con cô bác mình nhớ chú ý là đem áo mưa theo nè, đem dù theo nè và có những cái gì đó để che chắn mưa, những cơn mưa bất chợt ha cô chú anh chị. Em luôn 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 là tri ân những tấm lòng của khán giả cũng như là cô chú anh chị gần xa đã yêu thương ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Thì cái video này ngồi đây cũng không biết nói gì, chỉ biết tâm sự, nói trò chuyện với tâm sự với cô chú anh chị mình xíu thôi. Đó. Trời mưa đứng dưới đây ngồi nói chuyện cũng vui vui với cả nhà. Che dù nè, trên đầu Tài là cây dù ha, che dù để tâm sự với cả nhà mình. Đó. Em không có cân hết được Ở đây đâu, thì có cách nào liên lạc được Nắng khán Xuân? giả cũng Sao anh Văn cũng Trường, ít anh nè đang cả chuyện nhà, gì khán nè, giả tới ít anh đang à. liên lạc với em nè, có chuyện gì không? Thì những cái ngọn đèn hoa đăng á, cô chú anh chị thấy buổi sáng á, em hay thắp lên rồi buổi chiều em gom lại, là cái ngọn đèn hoa đăng này á là em rất là tâm đắc và cũng rất Có là cái quý. này đáng quý Vì nè. cô chú anh chị biết không, là thắp đèn lên thứ nhất là ấm áp, thứ hai là đẹp, thứ ba những ngọn đèn hoa đăng, những ngọn đèn hoa sen thắp lên đó cũng chính là những lời hồi hướng của em muốn gửi đến cậu Năm, và cũng như là muốn nguyện cầu cho cậu Năm, nguyện cầu cho cậu cũng như là tất cả chúng sanh muôn loài được vãng sanh, được siêu thoát. Cảm Đó. ơn cô Mai Thì Xuân. cả nhà ơi, thì cả nhà biết không, đã trải qua rằng 6 tháng rồi, cậu Năm mất ngày Chúc bạn nhiều ngày lâu 5 với tháng em 3, hả? ngày 5 Em tháng coi lại 3 năm nha. 2023. Bữa nay là tháng 9 rồi cả nhà. Nếu Nhưng mà mình mà tính ngày tây ha, 5 tháng 3 nè, 5 tháng sao 4, 5 nhưng tháng mà 6, 5 tháng 7, 5 tháng 8 và ngày 5 tháng 9 là được gần 6 tháng rồi cả nhà. Bữa nay 4 tháng Dạ 9 nó rồi. mưa, Thảo Trần Gần mưa em 6 thấy tháng rồi nha mưa. cô chú anh chị. Đó thì khá là nhiều bà con cô bác đến đây để thắp hương từ khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng trở về đây để thắp hương cho cậu Năm. Mà em rất là vui, và vì tới thời điểm hiện tại, tới thời điểm bây giờ thì Sáng giờ chưa mưa có mới tạnh ai rồi cả nhà. là được gọi là phá phá cái kỷ lục mà những người mắt như nghệ sĩ, những người nổi tiếng như cậu Năm mà được bà con mến mộ như vậy. Muốn Tới tới gần 6 viếng tháng bà trời cả rồi nhà nha, mà chưa có dặn vẫn nha. còn đông bà con đến viếng, Tiếng thần những của em cái nha. nén hương, những lời hồi hướng, những cái bình bông, những cái dĩa trái cây đến đây. Tuy nó đơn giản đơn sơ nhưng mà rất là quý, rất là trân quý luôn tấm lòng của bà con cô bác, không cần phải làm gì cầu kỳ cao sang. Tại vì cậu Năm lúc sinh thời thì cậu cũng rất là đơn giản và giản dị cô chú anh chị, làm cái gì cũng không có phô trương. Nên Tài lúc nào ở bên mộ của Năm, Tài cũng làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng, cái gì nó cũng gọn gàng, cúng Chào chị kiến cái Kim gì nó Nguyên cũng nha. gọn gàng nhẹ Chào nhàng chị. vừa đủ, không nên phô trương quá thì Chào nó chị Kim sẽ Nguyên của không Bắc hay. Tại vì theo mình phải hiểu, mình ở bên cậu thì mình phải tìm hiểu được cái tính của cậu, là nha. cậu không thích phô trương. Tại vì cả nhà cũng biết lúc mà cậu sinh thời, cậu đi làm từ thiện, cậu cũng đâu có phô trương bày vẽ hay là đăng lên công bố cho mọi người biết đâu, đúng không cô chú anh chị? Thì khi cậu mất thì Tài nghĩ cũng vậy, cậu cũng không thích phô trương bày vẽ đâu. Nên nên Tài làm cái gì ở bên mộ cậu, Tài cũng làm đơn giản gọn gàng và thật sự là có ý nghĩa để gửi đến cậu Năm Vũ Linh. Vâng, trời mưa mà có nắng cả nhà, hy vọng là có cầu vồng ha. Có cầu vồng để em quay em Cho chia nắng sẻ vào cho cô mặt chú anh chị mình xem. cô.
ngồi. Hôm nay không biết vì sao em lại có một cái hứng thú ngồi để chia sẻ và tâm sự với cô chú anh chị những cái việc như thế này. Thì có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà có những thứ, những chuyện không nên nói, giống như là về cái áo hay là về vấn đề tiền đó, thì em xin phép em im lặng vì em đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, nên em cô bà con cô bác cũng có chia sẻ, nên thôi thì em cũng không giải thích thêm cả nhà. Dạ, càng giải thích thì nó càng không hay, không hợp lý, nên em cũng không có giải thích gì thêm cô chú anh chị, mong là cả nhà hiểu và thông cảm cho em cái vấn đề đó. Còn ở mộ cổ năm thì từ ngày lễ 2 tháng 9 tới giờ, bữa nay là thứ hai rồi, 2 tháng 9, 3 tháng 9, bữa nay là ngày 4 rồi, bữa nay ngày 4 là ngày đầu tuần, thì bà con cô bác đến viếng cũng có phần thưa thớt lại rồi, vì bà con cô bác có người đi làm, có người được nghỉ, nhưng mà đa phần là sẽ đi làm trở lại, quay trở lại vì cơm áo gạo tiền, nên bà con đến đây viếng nhưng mà cũng phải đi làm của chú anh chị, nên có phần thưa thớt hơn. Giờ này thì trời mưa rồi, trên đầu thì trời đang mưa, mưa nhỏ thôi cả nhà, không lớn. Mưa mà những cái đèn hoa sen nó không tắt nổi thì cả nhà biết mưa cũng không lớn, nên ngồi đây là một cái cảm giác mà khó tả. Sau này đó là một cái kỷ niệm, giống như em thường em ngồi ăn cơm với anh Tụi Bắp nè, với lại chị Nắng Xuân, em cũng ghi hình, hoặc là nói chung là tất cả những cái gì mà đời thường nhất là em đều ghi hình lại. Đó là một cái, đó là một cái kỷ niệm giúp cho mình sau này cho dù đi đâu, bất cứ đi đâu làm gì, và cũng hướng về một cậu năm, cũng như là đó là một cái kỷ niệm để cho mình có thể xem lại sau này nha cô chú anh chị. Em luôn em sống cái con người của em á, thì em thường sống cái nội tâm hơn là cái vẻ bên ngoài. Em chủ yếu là sống nội tâm, lúc nào cả nhà cũng thường thấy những cái tiêu đề của em hay ghi á về nội tâm nhiều hơn là cái tiêu đề nó giật hay cả nhà. Ví dụ như buổi chiều thì em về em lại cậu, chào cậu con về, buổi sáng tới thì con chào cậu con mới tới, con nguyện cầu cho cậu thế này thế kia. Thì tính ra cô chú anh chị, tài và cậu năm giống như là có một cái tuổi á, người ta gọi là hợp tuổi á cô chú anh chị. Tài với cậu năm cũng em nghĩ là khá hợp tuổi, và có vẻ là cũng có một cái duyên gì đó, nên tới thời điểm bây giờ tài vẫn được ở bên mộ cậu, chăm sóc lo lắng, và hàng ngày vẫn đến thắp hương nguyện cầu cho cậu. Và tài cũng có một cái duyên là hàng ngày tài cũng có thể làm được một cái điều gì đó, nếu mà hôm nay thì không có rảnh nên hơi có việc bận xíu nên tài không có đọc chú đại bi cho cậu, nhưng mà thường đa phần là buổi sáng nào cũng vậy, cho dù đến mộ cậu hay không đến mộ cũng vậy, tài cũng nguyện cầu, ở đâu cũng vậy, đi chùa cũng vậy, tài cũng ghi, thường là ghi cái tờ giấy mà cầu siêu á cô chú anh chị, cầu siêu cho những sư thầy để đọc nguyện cầu cho cậu được giảng sanh, được siêu thoát á, đó là cầu siêu, cầu an cho gia đình mình, cầu siêu cho cậu. Thật sự từ trước giờ em chưa bao giờ em làm được những cái việc đó. Cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một người đầu tiên, mặc dù em và cậu không phải là bà con ruột rà thân thiết hay là thuộc ruột thịt gì cả, nhưng mà em lại có một cái suy nghĩ và những cái việc làm mình phải làm như vậy luôn đó cô chú anh chị, giống như là đã mình có duyên đã từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi gì đó, nên thôi thì ở bên mộ cậu được ngày nào hay ngày đó, thì cái cuộc vui nào nó cũng sẽ tàn, nhưng mà em nghĩ, em hy vọng cái cuộc vui nó tàn, kết thúc nó sẽ có hậu, và những ai còn, những ai ở thì lúc đó thì ai ở lại thì cố gắng chăm sóc ở mộ cậu, còn ai đi thì thôi thì cũng coi như là tùy duyên, có duyên thì ở, hết duyên thì đi, đó thì cái đó là sau này thôi. Còn tài cũng đã từng hứa đến một số cô chú anh chị thì đừng có bỏ cậu cho dù bất cứ lý do gì, và sau này nếu bà con cô bác còn vẫn còn yêu thương cậu Năm Vũ Linh như ngày nào, như những ngày đầu tiên, thì cho dù tài đi ở đâu, ví dụ tài có đi những cái tỉnh xa hay là như đi nơi nào, thì chỉ cần bà con cô bác thấy được cái số điện thoại của tài thì cứ nhắn tin cho tài, ừ tài ơi tới mộ cậu quay chia sẻ cho cô thấy, cho chị thấy, cho em thấy cái gì đó, thì tài sẽ sắp xếp thời gian, tài sẽ ghé lại. Đó là cái chuyện sau này, chuyện tương lai sau này cô chú anh chị, em hứa là em sẽ đi quay trở lại, không bao giờ gọi là
cho cái chung là khi cậu vào Quên Lãng đâu. Cái đó là cái điều dĩ nhiên. Tình cảm của em dành cho cậu nhiều tháng qua, thật sự bây giờ có chuyện gì xảy ra chăng đi chăng nữa, mặc dù có buồn đấy, nhưng mà cũng không bao giờ làm lung lay ý chí mình và cũng không bao giờ rời bỏ đi. Cả nhà cũng biết như là ngày 22 tháng 9, cho dù bất cứ chuyện gì, Tài cũng không phụ lòng bà con cô bác, cũng không phụ lòng khán giả ở mộ cậu, túc trực ở mộ cậu. Thì anh cụ Bắp cũng vậy, chị Nắng Sương cũng vậy, thì ba anh em cũng có nói. Ba anh em cũng nói, dạ con chào cô. Con chào cô. Dạ, thì cả nhà cũng biết là trong ngày hôm đó thì không có đi đâu hết cả nhà. Cho dù như thế nào thì em cũng nói với chị Nắng Xuân, em nói với anh Cửa Bắp là ba anh em mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải ở bên mộ cậu, mỗi người một góc. Anh Cửa Bắp thì coi ở bàn thờ, em thì coi ở phía sau, chị Nắng Xuân thì cũng coi ở phía sau, nói chung là chuyển đổi luân chuyển mỗi người mỗi hướng đó, để nhìn, để coi như là hôm đó là cái ngày đông nhất so với cái ngày là 100. Thì ngày đó là cái ngày coi như là mình dành cho cậu hết ngày hôm đó, trọn vẹn cho ngày hôm đó, dành cho cậu, ở bên mộ cậu, tâm sự trò chuyện với cậu, coi như là quan sát bảo vệ mộ cậu trong ngày hôm đó. À, cô chú anh chị, thì cho dù bất cứ chuyện gì, cái rạp mà sân khấu hát á, thì rất là gần mộ cậu, chỉ đi ra vài bước chân thôi là tới rồi. Nhưng mà không, em và nói với anh Bắp và chị Nắng Xuân thôi, mình quay ngoài đó thì cũng vậy thôi, rất là đông, cũng không có quay được gì đâu. Và cô chú anh chị thì vẫn luôn luôn thích thấy được mộ cậu, chứ còn ca sĩ, nghệ sĩ thì lúc nào mình quay chẳng được, mình tìm cơ hội mình quay cho cô chú anh chị xem. Còn bây giờ cậu là quan trọng nhất, nên mình cần phải ở đây, ở mộ cậu. Thì mấy anh em cũng đồng ý là ở mộ cậu của chú anh chị. Còn cái chuyện gì để tâm sự nữa không ta? Tại vì ở đây trời đang mưa nên tự nhiên ngẫu hứng lên, muốn trải lòng, muốn chia sẻ đến bà con cô bác, đến cô chú anh chị trong và ngoài nước. Đó là những cái chuyện mà mình muốn nói. Thì em cũng nhân tiện sẵn cái video đây, ngồi đây để chia sẻ, và cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị, bà con cô bác đã yêu thương ủng hộ em. Giống như thật sự em thấy ấm lòng lắm cô chú anh chị. Giống như em trong cái kênh của em đã từng có hai cái video là hai cái đám tang mắc mà không có cái hòm để chôn đó, hai cái đám tang. Thì sau khi chỉ cần trong vòng buổi sáng quay thì buổi chiều đã có đủ số tiền để cho cái người thân trang trải cái vượt qua có cái khó khăn trong lúc mà tan gia bối rối. Thì qua cái đó thôi, qua những cái việc làm đó thôi, thì em thấy bà con cô bác vẫn còn thương, bà con cô bác mình yêu thương nhau rất là nhiều, cũng như là vẫn còn quan tâm, vẫn yêu thương Tài, mà thương Tài rất là nhiều, luôn chung tay, luôn sát cánh với Tài. Thì hy vọng sau này cũng vậy, hy vọng là em vẫn giữ phong độ như vậy, em vẫn là Tài 66, vẫn chia sẻ những cái thông tin đúng và hay, chính xác nhất, cho dù bất cứ ở đâu. Bây giờ thì ở mộ cậu Năm, và sau này thì cho dù bất cứ đi đâu, chia sẻ cái gì cũng là những thông tin đúng và chính xác nhất. Đó là lời hứa từ tận trái tim của em, từ tận đáy lòng của em. Cô chú chị yêu thương em thì hãy đăng ký kênh nếu chưa đăng ký nè, like nè, chia sẻ nè, và ủng hộ em ha cả nhà. Bây giờ thì thôi, trải lòng như vậy thôi cả nhà. Em cũng ngoài ra cũng không biết nói gì, tại vì tự nhiên cơn mưa bất chợt xuống thì cái có một cái gì đó nó muốn nói, muốn tâm sự với cô chú anh chị, nên bật cái máy quay lên để ngồi tâm sự với cả nhà một chút xíu thôi ha. Thì cô chú anh chị mình yêu thương em thì nhớ là cho like, chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chúc cả nhà mình có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nè, và sức khỏe bình an, và mọi chuyện may mắn thuận lợi dung đến với mình cả nhà. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Cô nào nha?